Sao má chưa ngủ? Má đợi con về làm gì? Má có chuyện muốn nói với con nè. Là chuyện đó nữa hả má? Con đã quyết định chưa? Ý con sao? Thì bữa trước con đã nói với má rồi, đợi con tốt nghiệp xong rồi mới tính. Biết là vậy rồi, nhưng mà chỉ có một năm nữa là con tốt nghiệp rồi. Con chưa dự tính gì cho tương lai sao? Con cũng không biết nữa. Chưa bao giờ con nghĩ là mình sẽ trở thành một nữ doanh nhân. Con à, nhà mình chỉ có một mình con thôi. Bà con luôn mong mỏi con nói giỏi về kế thừa sự nghiệp này. Con biết mà má, năm nào ba cũng nói với con câu này. Thì đó. À nè, việc học ở trường của con sao rồi? Tất nhiên con của má là tốt rồi. Vậy thì tốt. Con nghĩ ra rồi. Có gì để mai mốt con kiếm anh nào vừa đẹp trai, vừa học giỏi, vừa tài năng, vừa làm con rể của ba. Lúc đó ba sẽ tìm được một người nối nghiệp dễ dàng. Trời. Nói như con vậy. Hay là còn có anh chàng nào rồi phải không? Nói là nói vậy thôi, chứ con thích ở vậy với ba má hoài hoài luôn. Trời, toàn là nói chuyện linh tinh không à. Còn giống má mà. Làm sao giống được. Thôi về phòng ngủ đi. Má về phòng đây. Má ngủ ngon. Báo cô bác thôi. Dạ. Cảm ơn con. Dạ. Dạ báo. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn, cảm ơn. Ông à, ăn đi kẻo nguội. Ừ. Chị làm cho tôi ly nước cam nghe. Dạ. À, thêm ly cà phê nữa. Dạ. Con nó dậy chưa bà? Chắc nó dậy rồi đó. Xuống liền bây giờ nè. Hôm qua nó đi mấy giờ về vậy? Ừ. Nó về cũng sớm lắm. Vậy thì tốt. Chị lên lầu kêu nhà Trần xuống giùm tôi nghe. Dạ. Đi 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 đi. Dì Tư. Kì con. Con xuống ăn sáng với ba má đi. Dạ, dì xuống ăn với con luôn. Thôi, dì phải ra quét sân nữa. Lát rồi quét đi, có thực mới dựt được đạo chứ. Ghê chưa. Coi miệng mồm kìa. Dì ăn rồi, xuống ăn với ba má đi. Dạ, vậy cũng được. Con chào ba má. Chào con gái. Chào con gái. Chà, giờ này con gái của ba trông đẹp ra đó nha. Trời đất. Coi kìa, mới khen chút mà đã dậy rồi. Lâu lâu ba mới khen con mà má. Ăn đi con. Dạ, con mời ba má. Ừ, ăn Ăn đi đi. con. Thôi chết, trễ giờ của con rồi. Sao vậy? Con đi học đây. Ăn miếng nữa đi con. Ba má ăn sáng đi, con phải tới trường không thôi trễ. Này này con. Lấy sữa uống. Dạ. Thưa ba má con đi học. Thank you.
lại. Tả Xung, Hủ Đông, trời ơi, trời phục dễ sợ. Trời ơi, ghê vậy hả? Ừ. Ước gì mình có mặt ở đó, mình sẽ xin chữ ký liền. Hành động thiệt là anh hùng quá đi, đúng không, đúng không? Ừ. Ủa mà sao lúc đó không có tụi đó vậy? Trời ơi, phải chi mà có tụi đó thì tôi cũng sẽ hành động y chang bà này luôn. Sớm nhất là bà Trân nè, có mặt đúng lúc đúng chỗ, chứng kiến toàn bộ sự việc. Hình như tôi thấy ảnh quen quen. Ai vậy? Thiệt hả? Bà đã nhớ thử coi. À, tự nhiên tôi quên mất tiêu rồi. Trời ơi, cái ai kia mà có duyên vậy? Thiệt là bó tay với bà luôn. Vậy mà làm tôi cứ tưởng. Thì tôi cũng đang tiếc hồi hồi đây nè. Sao bà không chịu quay phim lại? Đúng rồi đó. Bà lấy cái điện thoại bà ra xong rồi bà quay xong rồi á hả? Bà upload lên mạng. Rồi tôi đảm bảo với bà nha, sẽ có hàng triệu lượt xem cho bà coi. Đúng rồi đó. Ha. Tiếc muốn chết luôn. Tôi quên mất chuyện này. Thiệt, bà Trân bà dở ghê vậy đó. Dở ẹt luôn còn gì nữa. Chán thiệt. Lâu lâu mình mới có cơ hội mà. Ước gì chuyện xảy ra lần nữa. Lên lớp thôi mấy bà, tới giờ rồi. Vậy hả? Đi. Ê, nói nghe nè. Vậy chút xíu tụi mình học xong á, ba đứa mình đi kiếm gì ăn đi nha. Đi đâu cũng được, miễn là có món cánh gà chiên nước mắm của tôi là được rồi. Trời ơi, gà nữa kìa Trân. Cái gì mà suốt gà hoài. Có món ăn hoài không ngán hả? Có ai lại đi ngán món mình thích bao giờ đúng không? Thôi đi. Được rồi. Tôi biết cái quán này mới mở, ngon lắm á nha. Lát nữa tôi dắt hai bà đi ăn. Nhớ đó. Ôi, chuông bạn hiền quá đi à. Trời ơi, nổi gì gã trơn luôn mà ghê quá. Hồi nãy gặp chút chuyện, tôi tưởng là trễ không à. Chắc đi chơi chứ vậy. Ê, Trân. Ê, Trân. Quê. Làm gì nhìn người ta dữ vậy bà? À, biết rồi nha. Ra là vậy. Thì ra Nhã Trân nhà ta đã để ý một anh chàng sinh viên đẹp trai trong trường mà mình không hay biết đó hả? Thôi, đi học. Ê, chờ với coi. Đứng lại. Thích ai khai mau. Ê, vô lớp lại lên rồi. Ê, thằng tao đi trước đi. Hello. Ý. Hù. Sao giống quá vậy ta? Hình như đúng là ảnh rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi đó. Đúng rồi. Đúng rồi. Mà ai đúng? Ai biết ai đúng. Tự nhiên cái không mà ngồi bà làm nhảm gì. Đúng rồi. Ai biết ai đúng, tôi biết gì đâu. Tôi muốn nói á là cái anh chàng hồi nãy mình gặp á chính là cái anh chàng bắt cướp mà tôi mới vừa kể cho các bà nghe đó. Vậy hả? Thì ra là anh chàng mà bà tấm tắc khen đẹp trai giỏi giỏ đó đúng không? Ừ. Tôi biết anh chàng đó nè. Ai vậy hả?
học khoa quản trị kinh doanh cùng khóa với tụi mình đó. Có mấy lần khoa ảnh với khoa tụi mình học chung, bộ bà không nhớ hả? Trí nhớ Trân kém quá ha. Ai mà thôi, Trân xinh đẹp nhà ta hả? Là một hoa khôi thì chỉ có người khác nhớ thôi, chứ sao Trân nhớ người khác được phồn. Ê, nói nghe nè, mà không thể phủ nhận một điều là anh chàng hồi nãy cũng đẹp trai quá hả? Ước gì anh ấy là của tôi. Trời ơi, bà bớt mơ mộng lại đi bà. Trời ơi, mấy anh chàng đẹp trai vậy hả, thường hay có những bông hồng đi theo lắm. Làm ơn đừng mơ mộng nữa, tập trung chuyên môn đi, lấy tập ra học, lẹ lên. Ồ, học. Anh là ai vậy? Trời ơi, con gái nhà ai mà dễ thương quá vậy ta? Ai anh không đi ra, tôi la lên đó. Da trắng quá nè. Em la đi, còn có ai nghe? Tôi la lên bây giờ đó. La đi. Sao có ai trơn vậy? Em định chạy hả? Buông ra. Làm gì vậy? Buông tôi ra. Anh á, mày tính làm anh hùng cứu mỹ nhân hả? Chạy đi. Anh Trương ơi, em mới nói gì vậy? Em xin lỗi thầy. Nếu em không muốn học môn của tôi thì em cứ việc nghỉ nha. Dạ em xin lỗi thầy. Mời em ngồi xuống. Các bạn, chúng ta tiếp tục giờ học. Chết rồi, thấy chưa? Trời bà ơi, sao vậy? Sao học mà mơ màng gì vậy bà? Thôi, lo tập trung đi. Chán quá, mua nước uống coi. Dạ. Gì vậy? Hả? Gì mày? Tao nói khát nước, mua nước tao uống coi. Hết gần. Đâu? Dạ Trần. Đang mơ đẹp tự nhiên khi không là xuất hiện. Đúng là mấy ông nó toàn là đóng vai ác không á thì phải. Nhớ đến ảnh phải không? Ê, cái tóc tao đẹp chưa mày? Nè, tụi tôi biết hết rồi đó nha. Tôi với bà Lam Anh á là để ý bà rồi đó. Biết gì? Thôi đi. Ê, khai mau, không bỏ chạy nha. Chặn người tụi bay. Chào ba người đẹp. Chào ba người đẹp. Hai người đẹp. Ba người đẹp chào. Tới nữa rồi đó. Lâu ngày không gặp. Đức thấy Trần đẹp quá hả? Vô duyên. Rảnh quá. Cái người mà mình muốn gặp không được gặp. Kẻ vô duyên thì cứ gặp hoài hoài. Chút nữa đi chơi với Đức ha. Đức biết chỗ này á, vui cực kỳ luôn. Bảo đảm Trần đi á, Trần và hai người bạn của Trần sẽ thích. Đúng rồi đó. Đi chơi tụi tôi đi, vui lắm luôn á. Đảm bảo không vui không lấy tiền. Vui lắm hả? Vui. Thiệt vui không? Thiệt. Vui ghê vậy hả? Vui. Vậy từ đi đi. Trời ơi, không có duyên dùng gì hết trơn. Ê, ba ông rảnh lắm phải không? Khi không tự nhiên ba đứa tôi đang đi đứng ra chặn đường là sao? Hả? Giờ có tránh đường ra cho tụi tôi đi không?
Ủa làm gì vậy? Tôi đâu có tìm hai người đâu. Hả? Tôi tìm Nhã Trân chứ bộ. Tôi chặn đường rủ Nhã Trân đi chơi chứ trời bộ. Ơi, cái ông này. Ờ, quê kìa. Ờ, quê. Bà này điên hả? Cái tên này. Mày thấy ghê, tưởng đủ bà. Nhanh ra coi. Đi về. Ôi da. Ây da. Gì kì vậy? Ê Trân. Ê, sao mày? Ê, người đẹp bỏ đi hết rồi. Buồn thiệt luôn á. Ờ, tự nhiên nó tầm bậy, tao bỏ đi hết trơn. Tại hai thằng bậy. Ôi da. Tại mày không biết. Ôi da. Ui, vô duyên vô dùng. Nói chuyện nhảm nhí. Người ta bỏ đi rồi đó. Giờ sao? Sao cái gì? Hai bay đứng đi chơi luôn đi. Tao đi về. Mày đứng đi chơi mình đi mày. Ê, đợi tao với, đợi tao với. Dạ thưa chú, à, hồ sơ đã chuẩn bị hết rồi. Tốt lắm. Chiều nay phía bên Mỹ sẽ cử người qua bàn việc với chúng ta. Chuẩn bị đi. Mời chú. Dạ thưa chú, tối nay bên công ty Hữu Nguyên mời chú dự tiệc kỷ niệm 5 năm thành lập công ty của họ. Ừ, cậu chuẩn bị cho tôi sẵn một món quà. Tối nay á, cậu đi cùng với tôi. Dạ. Mệt không? Mệt. Ê mà bây giờ mình tính đi đâu tiếp đây? Đi về chứ đi đâu? Còn sớm mà, về nhà gì giờ này? Chứ bây giờ bà muốn đi đâu? Thương Trung nhất đó nhờ. Ghê quá. Có lẹ đi bà. Ăn ở chỗ cũ đi. Trời ơi, ăn ở chỗ cũ nữa hả? Ủa, bà ăn hoài chỗ đó bà không biết chán hả? Trời ơi, tôi nổi tiếng là chung thủy, thủy chung mà. Phải không Trân? Không phải, không biết. Ôi da. Thôi đi đi, đi, đi. Dạ, con mời chú. Cậu làm tốt lắm. Dạ, cảm ơn chú. Quả thật không sai khi tôi nhận cậu làm trợ lý cho tôi. Dạ, chú quá khen. Dự án đó đến đâu rồi? Dạ, thưa chú, đang trong giai đoạn 2 rồi chú. Tốt, tốt lắm. Nào. Dạ, con mời chú. Con này là con gì mà lạ quá vậy? Nó có dương màu nữa nè bà. Ăn thử đi, thịt nó ngon lắm. Món này ngon lắm á, ăn thử đi. Ờ. Ăn đi. Nước chấm này cũng ngon đó, chấm thử đi. Sao? Ngon quá rồi. Thấy chưa? Tôi đã nói với bà rồi, đi ăn món mới đi không chịu. Bây giờ tin tôi chưa? Tôi nọt. Món này tôi gọi là chỉ dành riêng cho bà đó. Cảm ơn bà nha. Ăn đi, ăn đi. Bá cháy ha. Vô cái đi. Vô. Trời ơi, kêu vô cũng chịu vô nữa. Ê Trân nè, trường mình á sắp tổ chức đi công tác xã hội á, lần này bà đi không? Đi chứ.
Không đi có yên với hai bà không? Ok, vậy để tôi đi đăng ký luôn ha. Ê, con bà đi không? Ừ, có chứ, có chứ. Ở đâu có hai bà là ở đó có tôi, là sao thiếp vật tôi được. Hai bà làm gì mà nhìn tôi cười dữ vậy? Bữa nghe nói có tôi đi chung nên vui hả? Có chứ, có chứ. Ở đâu có hai bà là đó có tôi. Tập tôi hoài à. Ăn. Ê, đi. Bạn uống kiểu gì mà dính tùm tùm kìa. Dính ở đâu? Bên đây. Đâu? Gán lưới ăn uống gì đâu. Bó tay luôn. Nè, để tôi làm. Cảm ơn Trân. Nè. Bà giống hết tôi ghê. Nói quá. Vô. Một, hai, ba. Vô. Trời, hết trơn luôn rồi kìa. Trời, ăn ốc giống ăn kem quá vậy. Thiếu thiếu cái gì thì phải. Thiếu cái gì ta? Trân ơi, con làm gì đó? Má vô được không? Vô đi má, con không có khóa. Con đang soạn đồ hả? Dạ. Lấy măng sữa lên cho con nè. Má đem lên đây làm cái gì? Sao không kêu con xuống dưới uống? Thôi đi cô nương, đợi con xuống lấy thì biết bao giờ con mới chịu uống. Con soạn đồ xong chưa? Có cần má phụ con không? Dạ, con làm rồi mà. Con có đem nhu yếu phẩm cần thiết chưa? Dạ, đầy đủ hết rồi. Vậy thì tốt. À, lần này con có đi cùng với bộ Châu và Lâm Anh không? Dạ có chứ. Con mà không đi là có chuyện với hai đứa nó liền. Tụi nó thiếu con là không có được đâu. Trước khi con đi á, con nhớ nói với ba con một tiếng nghe. Dạ, con biết rồi. Với lại con cũng phải xin lỗi tí nữa mà má. Con thiệt là. Con xuống dưới á, làm gì cũng phải cẩn thận nghe không con? Nhất là không đi chơi đêm, không uống bia rượu, không ngủ trễ, không đi một mình, không la cà chỗ này chỗ khác. Đúng không má? Má thấy con thuộc bài ghê chưa? Má chỉ nhắc cho con nhớ thôi. Con biết mà. Năm nào trước khi con đi, má cũng nhắc đi nhắc lại. 3 năm rồi còn gì? Biết vậy là tốt. Thôi, má xuống dưới đây. Ba về chưa má? Chưa về. Chắc chút tối nữa má về con à. Không biết ở đâu ra công chuyện của ba nhiều dữ vậy. Suốt ngày cứ để má ở nhà một mình hoài. Con không có được nói ba con như vậy. Ba con đi làm vất vả, con không có biết hết được đâu. Với lại má đâu phải ở nhà một mình đâu, lúc nào cũng có dì Tư kề cận má mà. Dạ con biết rồi. Thôi má xuống đây. Nhớ uống sữa đó. Dạ uống liền uống liền. Nghe nè. Bà chuẩn bị xong hết chưa? Xong hết rồi. Mai mấy giờ bà lên trường vậy? Chắc khoảng 8 giờ tôi mới tới được á. Sao lên trễ vậy? Làm anh hẹn tụi mình 7 giờ mà. Tại vì mai tôi có việc phải đi sớm. Chắc khoảng 7 giờ rưỡi mới xong á. Mà từ đó chạy qua trường cũng khoảng nửa tiếng lận bà. Nên đúng 8 giờ tôi tới. Vậy cũng được. Có gì tôi với Lâm Anh tới trường trước đợi bà. Vậy nha. Ok, thôi bà ngủ sớm đi, mai gặp lại ha. Ngủ ngon. Bye bye, ngủ ngon nha. Để mở mail coi, có mail gì mới không?
Má giờ Trúc có khỏe không? Má khỏe con. Em con cũng vậy. Dạo này em con nó ngoan lắm. Má cũng đỡ lo hơn. À quên nữa, tiền con gửi về cho má, má nhận được chưa? Con yên tâm đi, má nhận được rồi. Con nhớ á, để dành lại phần phòng thân cho mình nữa. Đừng có gửi về đây hết cho má chứ. Dạ con biết rồi. Thôi bây giờ cũng khuya rồi, má ngủ sớm cho khỏe nha. Ừ, con cũng ngủ sớm đi. Nhớ đó, đừng có học bài khuya quá đó. Sức khỏe là quan trọng con à. Ờ, mà má dặn con cái này nè. Mai mốt con có gọi cho má đó thì gọi sớm hơn chút xíu. Đừng có gọi trễ quá, làm phiền bác Tám nha con. Dạ, con biết rồi, cho má ngủ đi. Ờ, vậy thôi con hen. Dạ. Em em gì nữa đây? Giờ này mà em chưa ngủ nữa hả? Biết rồi, thiếu hơi anh khó ngủ lắm phải không? Nè, không hơi đâu mà nói chuyện với người như anh ha. Làm ơn tránh ra giùm cái. Tỉnh đâu. Nhớ nha, để rồi xem. Một ngày nào đó em sẽ phải thuộc về anh thôi. Ủa sao mày 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 tới trễ vậy? Thì nãy tao có kẹt công việc tí, tao xin mẹ cũng đi, mẹ đâu phải muốn đi đâu đi đâu mày. Tại vì mày tung tận luôn ha. Nè Trân, cảm ơn. Kiếm ai vậy? Kiếm bà Châu chứ kiếm ai? Lo quá đó, còn sớm mà. Bà Châu bà tới liền chứ gì? Không dám đâu. Hơn 8 giờ rồi nè bà. Ủa vậy hả? Trân, thôi mình lên xe ngồi đợi đi. Hả? Ừ, đi. Nè. Ơi, chào hai người đẹp. Ô, chào Nguyễn Mục Đoàn. Hey, chào các bạn. Ê, Trân, Trân, xuống đây ngồi nè, ngồi chung với Đức, vui lắm á. Xuống đây ngồi chỗ tôi nè. Im, im. Tụi tôi không có cần, tụi tôi có chỗ ngồi rồi, cảm ơn ha. Mình qua đây ngồi đi. Cảm ơn, ngồi đó tôi cũng sợ bị vô duyên ha. Trời ơi, ngồi thôi lắm ghê vậy. Xin vô. Làm gì vậy? Con gái không giữ ghê không? Các bạn lên xe đủ chưa? Ờ, còn thiếu một người anh ơi. Ôi, không, nghe nhạc. Chơi game đi. Trời ơi, Trân. Trân. Gì vậy? Tôi kêu bà 80 tiếng rồi mà bà không có nghe, cho nên tôi phải dùng biện pháp mạnh đối với bà đó, biết chưa? Vậy hả? Sorry. Lỗi phải cái gì? Lo nhìn người ta chằm chằm không à? Người ta nào? Cái anh đó đó. Đó. Cái anh đó kia kìa. Làm gì có anh nào, người ta đang nhìn cái cây chứ bộ. Xạo. Nhìn cái mặt là thấy xạo rồi. Ý bà Châu kìa. Nhanh lên bạn. Châu. Xin lỗi. Để mình giúp cho. Trời ơi, đẹp trai. Cảm ơn anh. Lâu quá vậy.
Rồi, mọi người đủ hết chưa? Đoàn xe chờ bà đó. Ngồi đó đi, ngồi đi, ngồi đi. Ngồi đi. Đi luôn chú ơi. Rồi. Rồi. Nè, sao đến trễ vậy? Cái tội của bà nặng lắm đó nghe chưa? Trời, mày thấy nó chơi ngu thấy ghê không? Nó bị cái mày ngu thì đó. Mày chơi lẹ đây. Mày kìa. Đấy mày kìa. Không giống mấy cái này ngu thiệt. Mày kìa mày. Đi con kia kìa. Mày suy nghĩ hoài vậy mày? Sao mày ngu quá? Chơi mày chán cái mồ luôn á. Mày tự mày lẹ đi. Đấy mày nè mày. Mày đi mày. Hai tụi mày. Đón gì? Cái gì vậy? Tao lỡ quăng nước trúng xe người ta rồi giờ sao? Cái gì? Hả? Giờ sao mày? Là lớn mày. Tép riêu đó mà. Cỡ thằng này làm sao có cửa với anh. Anh yêu của em hay lắm. Dám láo với tao hả? Tiền của mày nè Tiến. Đủ rồi đó. Thằng này sao nó quạo dữ vậy? Xong rồi, hắn làm vua, thua làm giặc thôi. Nói chơi thôi. Thằng nào láo với tao là như vậy đó. Ok, vậy nha. Bye, bữa khác gặp. Bye. Anh đi nha, bye anh. Bye em. Em, cầm đi. Ok. Bây giờ mình chơi trò chơi vận động đi, kéo hết mọi người cùng chơi luôn thử để cho mọi người vui lên, khởi động không khí lên. Thôi trò của Liên trước đi. Khởi động cái đã. Nè mọi người ơi, để thay đổi không khí chúng ta sẽ chơi một trò chơi nha. Chơi gì vậy? Con thỏ ăn cỏ. Nếu như mà bạn nào thua thì sẽ bị ra giữa vòng tròn để phạt làm con vịt. Bây giờ chúng ta bắt đầu nha. Nào con thỏ. Con thỏ cỏ. Ăn cỏ. Uống nước. Uống nước. Bạn này bị rồi. Con thỏ. Con thỏ. Ăn cỏ. Ăn cỏ. Rồi. Bạn này bị nữa rồi. Bị người nữa kìa. Nào, con thỏ. Con thỏ. Ăn cỏ. Ăn cỏ. Uống nước. Rồi. Bạn bị rồi. Ôi. À, con thỏ. Con thỏ. Ăn cỏ. Ăn cỏ. Bạn bị rồi. Nào, phạt gì đây? Phạt gì đây? Hả? Rồi, con vịt. Các bạn chuẩn bị nha. 2
một con vịt sẽ ra hai cái cánh, nó kêu là cá 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 cá, gặp hồ nước nó bị bà bị bỏ, rút lên bờ với cái cánh cho khô. Một con vịt sẽ ra hai cái cánh. Nam, Nam ra ngoài chơi luôn cho vui. Thôi, Liên ra chơi với mọi người đi. Ôi, đi Nam chơi với mọi người đi. Ôi, Nam đến đây nhìn mọi người là vui rồi. Đi. Thiệt tình á. Được rồi, được rồi. Rồi. Tiếp tục nha. Con thỏ. Con thỏ. Ăn cỏ. Ăn cỏ. Rồi, bị rồi. Ra đây. Con thỏ. Con thỏ. Ăn cỏ. Ăn cỏ. Có chuyện gì sao? Ờ... Không có chuyện gì, tôi đi nha. Hả? Có. Chuyện gì? Tóm lại là có chuyện gì? Giờ tôi đi nghe. Mà cứ lạnh lùng bỏ đi à. Bà biết được. Nhìn mặt bà xạo. Bà xạo lắm á. Nói cho tôi biết chứ coi. Bà Trân bà đi đâu? Ờ không biết. Nè, nói tôi nghe với. Tôi dẫn bà ăn kem. Không là không. À, bà không nói là tôi giận bà luôn á. Biết không? Cũng không hề gì. Vì bạn bè hy sinh cũng chẳng hề gì. Bà hay quá ha. Ủa Trân, đi đâu vậy? Trân sao rồi, kể nghe cái coi. Chán tèo. Chuyện không thành hả? Hắn ta đúng là một đồ đáng ghét. Thôi mà. Cái gì vậy, tôi không hiểu gì hết vậy. Thôi đừng có buồn nữa ha. Ghét nhất cái đồ lạnh luôn. Thôi được rồi, bình tĩnh đi. Ai vậy? Ủa, Trân, Trân nói ai vậy? Hay à, ai ăn hiếp Trân, Trân nói với hai tụi tôi đi, tụi tôi xử cho. Ước gì người ta cũng dễ thương được với hai bà. Thương bà ha. Quay, tôi nói nghe nè. Đây. Ba tụi mình đi nhậu đi. Dạ. Bộ tưởng tôi dẫn chơi hả? Được đó. Được đó. Mà lấy cái gì ra mà uống? Để đó tôi lo. Trong vòng 5 giây có liền. Đâu là 5 phần quá. Yeah. Nữa. Vô.
thiệt ha. Ừ, ở đâu có tụi mình tất nhiên ở đó sẽ vui. Đúng rồi. Dạ hai bà, tối nay á là không say không về nha. Ok. Một, hai ba vô. Ăn nữa đi. Trời ơi, sao mà chán quá vậy nè. Ê, trời cao lắm, kia không có tới đâu. Ê, mày nói. Mày nói gì vậy? Nói tào lao không? Nói gì đâu. Im mày. Tại mày không á? Sao tại tao? Mày tìm bà phá không? Tại gì đâu? Duyên. Tụi bé nhìn kìa. Nhìn gì? Cái gì vậy mày? Đó, nhìn kỹ đi. Đó, thấy không? Hả? Vô, vô, vô. Thấy không? Phải vậy chứ. Vậy là sao mày? Sao chăng gì nữa? Theo tao, sẽ có trò vui. Được rồi, được rồi. Đi, đi, đi. Nhẹ nhàng thôi. Tươi tươi tươi. Vô, vô. Ê bà, mấy chuyện đó sao mà tin được hả? Nhưng mà nên tin thì hơn. Có thiệt á, cô tôi nói nha. Ước gì mình được thấy một lần ha. Bà biết giỡn ghê, mà nó bắt bà đi luôn. Ai mà dám bắt bà? Bà Châu nổi tiếng là bà Trần mà. Đụng vô bà thì đua mắt liền á. Ha. Yeah, đúng rồi, còn gì nữa. Vô. Yeah. Yeah. Ê, nó làm gì vậy? Ai biết nó, chắc nó điên trộm. Ở ngoài biển mà ăn trộm á, nó khùng quá. Lần này để tao. Mày làm gì vậy? Có gì đâu sợ. Có gì đâu sợ. Nói nhiều nè. Ngu. Ôi dạ, sao mày đánh tao mày? Lộn xộn, tao tống cổ hai tụi bay về hết vợ. Có gì đâu phải rình. Gì mà bò thế ghê. Cãi nghe cho mày. Gì em. Gì vậy? Vô. Vô. Hả? Ê, hình như có cái gì ngoài kia đó hai bà. Hai bà có thấy gì không? Tụi đâu thấy gì đâu không vậy? Bà, chó mèo gì đá thôi chứ có gì đâu. Bà suốt ngày mơ tưởng gì đâu không. Ê, phải không đó? Tại bà nghĩ đâu đâu không chứ làm gì có chuyện gì mệt quá. Phải rồi đó. Bà, đừng có nghĩ ngợi lung tung nữa. Trời đất ơi. Uống tiếp đi, mệt thay bà quá. Nhanh lên. Vô. Uống hết nổi rồi. Ăn đi. Nè. Ăn hết nổi luôn rồi. Nè. Cảm ơn. Nè cũng ăn luôn. Chào mọi người đẹp. Làm trời dạ, cho tụi anh chí coi. Cho tụi anh chí coi. Tới nữa. Tới nữa rồi đó. Tới nữa rồi đó. Lại là ba cái tên vô duyên này thiệt á. Chà, vô duyên. Bắt quả tang ha. Tìm hoài không thấy mấy em. Ai về tụ tập ở đây ăn nhậu he. Đúng rồi nha. Nhậu rủ anh nha. Nhậu ít người đâu có vui. Càng đông càng vui. Con nào con nữ vui chính vui. Rồi sao? Tụi tôi thích vậy á, được không? Được không? Thôi, có gì đâu mà bức xúc quá. Tụi anh á, chỉ muốn tới đây cùng chung vui thôi mà. Đúng rồi, đúng rồi. Tiếp. Người ta nói như vậy. Tiếp. Nói cho mà biết nha. Muốn chơi á, đi ra ngoài kia mò cua bắt ốc rồi chơi cho thỏa thích đi ha. Ở đây không có rảnh đâu mà chơi ha. Chị nói cho mấy cưng nghe nè,
Chị á là bây giờ chị không có rảnh đi chơi với mấy cưng đâu ha. Vậy nha. Bye bye. Bye bye. Đứng đây làm gì nữa? Rồi. Đi đây. Đâu? Sao đổi ta chi vậy? Ở đây chơi. Đông có vui. Ở đây chơi vui lắm. Ê cái bà kia, kiểu này chứ tôi phải đuổi bà về liền quá. Bịt miệng bà lại vậy. Không gì lộn đâu. Đâu? Ôi mà em, đừng làm khó tụi anh nữa mà. Ở đời á, phải có đôi, có cặp nó mới vui. Đúng rồi. Đúng rồi. Chứ cô đơn lủi thủi như tụi em vậy nè, đâu có vui. Đúng không? Đúng rồi. Nè, 1, 2, 3. Đúng là mặt dày thiệt á. Mặt dày đi đánh dài ơi. Ồ, em, mặt dày là mặt sao em? Mặt anh nó mỏng tanh à? Nè. Mỏng lắm á. Được rồi, để rồi xem. Xem ơi, nhớ luôn. Ok, nếu có gì hay á, em cứ hoạch tẹt hết ra cho anh xem. Anh đây á, sẵn lòng. Sẵn lòng. Làm đi em, làm đi. Để lắm hả? Được rồi, để rồi xem ha. Có chịu xem à? Mấy chuyện này do ai bày ra? Sao? Không ai dám nhận à? Dám làm sao không dám nhận chứ? Châu làm cái gì vậy? Ai làm người ấy nhận? Nhưng mà... Là em làm. Tại sao em làm vậy? Đây là lần thứ mấy em đi công tác với trường rồi? Em đã đi 2 lần rồi. Vậy em có biết là chúng ta không được phép vui chơi một cách quá đà? Không thể say xỉn như vậy được. Dạ em biết. Chúng ta đi công tác xã hội không phải là để vui chơi, không phải để bày ra những chuyện như vậy. Chúng ta là một tập thể, không thể vì một con sâu mà làm rầu nồi canh. Mọi người phải hiểu điều đó chứ. Bất cứ ai là thành viên trong chuyến đi này đều phải hiểu rõ nội quy. Riêng em và các bạn đã biết rõ nội quy rồi và vẫn tiếp tục sai phạm. Vì vậy phải có hình phạt thích đáng để kỷ luật tụi em. Dạ em biết rồi. Thôi cũng khuya rồi, các em về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn nhiều việc để làm đó. Dạ. Em xin lỗi chị. Chị có sao không? Không sao đâu em. Con giam luôn, bớt gân luôn. Im đi. Uống tiếp ơi. Gì vậy? Uống cái gì mà uống cái gì vậy nè? Đi. Vô luôn. Thôi vậy về tụi bay đi, ba người đứng lại đó. Sao chuyện gì nữa đây? Tôi muốn nhắc lại cho ba người biết, đây là chuyến đi vì công tác xã hội chứ không phải để vui chơi giải trí. Thầy tất nhiên rồi. Đúng tụi bay. Đúng rồi đó. Chẳng có gì sai hết. Chẳng có gì sai hả? Tôi sẽ có hình phạt thích đáng dành cho ba người. Vậy cũng được nữa hả? Tôi có làm gì đâu. Bây giờ ba người về ngủ đi. Còn hình phạt như thế nào tôi sẽ thông báo sau. Trời ơi. Ủa là sao? Không hiểu gì hết vậy? Thôi về tụi bay. Nam sao vậy? Không có gì đâu. Mấy đứa đó ham chơi lắm, Nam đừng có phiền lòng nha. Nam biết rồi. Nhìn vậy thôi
chứ các cô cậu cũng nhiệt tình làm việc lắm. Thôi, hẹn năm ngày mai nha. Ừ, Liên cũng vậy. Ừ, ngủ ngon nha. Tắt điện thoại đi anh. Trời ơi là trời, ngủ cũng không yên nữa. Ai gọi vậy này? Biết rồi. Về phải không? Phiền quá. Đừng gọi nữa nha. Có gì đâu. Thôi. Ai gọi vậy anh? Bà già gọi. Anh về trước đây. Sao anh về sớm vậy? Ở lại với em chút nữa đi anh. Về chi sớm? Anh cũng muốn, mà anh phải về rồi. Thôi mà, ở lại với em chút đi mà. Không có được. Em gỡ ở đây đi. Có gì mình gặp sao? Bây giờ anh phải về rồi. Anh về trước nha. Em đón taxi về nha. Anh có gọi cho em không? Anh nhất định sẽ gọi cho em mà. Về nha. Bà, để con mở cửa cho. Lẹ đi con. Dạ.
con. May quá con đã về rồi. Tất nhiên tôi phải về. Nguyên vẹn, có mất mát gì đâu. Con biết là má lo cho con lắm không? Suốt đêm hôm qua má đâu có ngủ được đâu. Thất cười quá. Có gì đâu mà lo. Có gì đâu mà ngủ không được. Hả? Làm như lần đầu tiên không bằng. Tại sao con lại nói với má như vậy? Thì bây giờ mới nói làm sao? Cho tôi về xấu có chuyện gì không? Tại vì má lo cho con. Chẳng phải đang ngồi sờ sờ ở đây sao? À quên nữa, ăn uống gì chưa? Vô ăn sáng với má luôn nghe con. Buông ra đi. Tôi có rảnh đâu. Về cái đêm tôi mệt rồi, tôi đi ngủ đây. Ăn miếng gì đi con. Tiến. Bà, chị bà có ăn không để con dọn? Thôi khỏi đi con. Ăn uống gì kỳ cục. Ăn như đó rồi bỏ, rồi ai ăn được nữa. Mình đang làm việc nghĩa chứ bộ. Phải chi một năm đi được 3-4 lần như vậy cũng vui. Ê, bộ bà tính nghỉ học để tham gia tổ chức gì á hả? Ờ, quà bình xanh đó. Cũng có lý lắm nha, tôi sẽ xem xét lại đề nghị của bà. Vậy mà bà cũng nghĩ ra nữa. Bái phục, bái phục. Mát và đẹp nữa. Chị tiếc á là người ta không có biết gìn giữ. Ờ, chẳng hiểu mấy người này sao nữa. Ê, à, trời, nhìn mấy đứa bé kìa. Trời ơi, dám ra đó tắm đâu có ghê chứ. Ờ, sao mai coi chừng tụi nó hết vậy ta? Ờ, tắm như vậy á, có ngày cũng xảy ra chuyện cho mà coi. Bà này toàn nó gõ không à. Chắc không có gì đâu. Tại mấy đứa nhỏ này chắc cũng thường hay tắm ở đây mà. Đừng lo. Cô bạn con bị chết đuối kìa. Cô cứu bạn con đi cô. Nhưng mà tôi đâu biết bơi. Để tôi đi kiếm người cho. Nhanh lên nha. Mệt quá. Mệt quá đi. Trời, tưởng tôi ra tắm biển với rác à. Trời ơi, rác nhiều dữ người ta. Mày khùng mày. Tự nhiên rác đưa tao. Ê gì? Nhìn kìa. Hả? Nó ngồi giống nội quá vậy. Ha. Em chỉ có ở đâu? Ngoài kia cô. Ngoài đó kìa cô. Anh Nam anh cẩn thận nha. Cẩn thận đó anh. Ê, tao có cách này hay lắm nè. Hả? Cách lượm rác nhanh hả? Mày khùng quá à. Cách á, làm cho nó phải làm như tụi mình vậy nè. Là sao? Chị Liên mới tới rồi, chị Liên. Chọc tao hả? Mày. Trời ơi, hay thằng quỷ này. Chọc tao hả mày? Chọc
Cứ... Dạ. Cứ quý vị, cái gì? Cứu ai? Trời, may quá nó tỉnh lại rồi. Con ơi. Con sao rồi hả? May quá Trân ơi. Má, má, má ơi. Con sao đâu con? Để chú đưa con về nha. Nhà con ở đâu? Nhà con ở đâu để cô đưa con về? Con chỉ đường cho cô nha. Ôi, trời, có sao không? Được rồi hả? Có sao không? Con nói đi. Ông nội. Cô cổng con gì vậy? Đi. Hả? Thôi được rồi, để tôi cổng cho. Cô mà cổng thằng nhỏ hả? Chắc lát nữa có người cổng cô về quá. Lên đây con. Đỡ đi đi. Ê cháu, mày đi đâu vậy? Thì tôi đi theo nhã Trân chứ đi đâu. Ở đây nè. Ở đây bà đi theo làm kỳ đà cản mũi hả? Ở đây bảo vệ tôi đi. Tự nhiên mắc gì tôi phải ở đây bảo vệ bà? Chứ nhã Trân làm gì mà cần bà bảo vệ? Chứ bà. Nè, gần tới nhà em chưa? Dạ gần tới rồi. Năm nay em được mấy tuổi rồi? Em tên Mật, 8 tuổi. Con không biết bơi, ra tắm biển làm gì? Em biết chứ. Nhưng chỗ đó có cái lòng chảo nên bị hụt chân. Má em nói chỗ đó có con ma da, năm nào cũng bắt người. Biết vậy sao còn ra đó tắm? Tụi em tắm ở phía trên kia, không ngờ bị sóng đánh trôi xuống đó. Ma da là sao vậy anh Nam? Theo truyền thuyết dân gian, ma da là loài chuyên sống dưới nước. Ma da nó là loại chuyên bắt người để thế mạng cho nó, để nó được lên bờ. Người mà bị nó bắt á cũng biến thành ma da, rồi lại đi bắt người khác, cứ thế xoay vòng. Trời ơi, may mà em không biết bơi. Em á, không biết bơi thì phải tập bơi cho biết. Mấy người mà không biết bơi á dễ bị ma da chiếu cố lắm. Vậy anh dạy em bơi đi. Em thấy anh bơi giỏi quá à. Tại lúc nãy em không biết bơi cho nên em không dám nhảy xuống cứu Mực á. Được rồi, tôi sẽ dạy em, nhưng mà khi nào rảnh kìa. Còn bây giờ tôi bận lắm. Vậy em sẽ mua hết thời gian bận việc của anh để anh có thời gian rồi dạy bơi cho em ha. Tôi không dám hứa. Sắp tới nhà con chưa? Dạ sắp tới rồi. Má em kìa, bỏ em xuống đi. Má. Trời, có chuyện gì vậy con? Có chuyện gì vậy con? Chuyện gì vậy? Dạ, tại em nói tắm ngoài biển á, bị trượt chân, nước cuốn trôi. Trời ơi, cái thằng này cứng đầu cứng cổ, mẹ kêu ở nhà không có được đi. Cô ơi, em nói lỡ lần này thôi, cô tha cho nó đi. Bữa nay nhờ có cô, có cậu, không có thì sao? Không thôi mày chết rồi. Cảm ơn cô với cậu nhiều lắm nha. Em hãy hứa với má là em không được tái phạm nữa. Nhanh lên. Con hứa với má, mốt con không tái phạm nữa. Ngoan quá. Chắc là em nó không dám nữa đâu cô à. Ừ. Cũng may có cô cậu ở đây. Má mới bỏ qua cho con đã nghe chưa? Con không được như vậy nữa đó. Dạ. Tôi cảm ơn hai cô cậu nhiều lắm nha. Dạ thôi, tụi con đi đây, chào cô nha. Ừ. Nè, nhớ phải nghe lời má nghe chưa? Dạ. Ừ. Chị đi nha. À, cảm ơn cô cậu, đi mạnh giỏi nha. Dạ chị. Khi nào chị lại tới đây? Khi nào chị xuống đây thì chị sẽ ghé thăm Mực nha. Mực ngoan nha. Dạ. Nhớ đó, không được ra đó tắm nữa. Dạ, dạ đi con. Dạ. Cô với cậu đẹp đôi quá, giống như mấy người đóng phim trên truyền hình. Hehehe
Đi vô tắm thay đồ đi con. Dạ. Cho em xin lỗi anh Nam nha. Lỗi gì? Nhà Trần có lỗi gì với tôi đâu. Có. Tại vì em đã nghĩ sai về anh. Em cứ nghĩ anh là một Iron Man, là người đàn ông thép á. Nhưng những gì đã xảy ra đã khiến em thay đổi cái nhìn về anh. Anh là một anh hùng, anh là một hero, là một người có trái tim. Không ngờ nhà Trần cũng sến quá ha. Tôi chỉ là người bình thường thôi, không phải là anh hùng gì đâu. Nhưng anh đã hứa với em điều gì thì anh phải làm tới nơi tới chốn đó nha. Tôi hứa gì? Anh dạy em bơi để em sẽ trở thành một anh hùng giống anh. À, tôi nhớ rồi. Anh cảm thấy hối tiếc vì anh đã hứa rồi hả? Không. Tại tôi nghĩ nếu muốn dạy cho Nhã Trân biết bơi á thì phải dùng cách khác. Cách gì? Không phải cách thằng Mực đã nói hả? Không. Tôi sẽ bắt một con chuồn chuồn cho nó cắn vào rúng của Nhã Trân á là Trân biết bơi liền hả? Ủa, vậy hả? Vậy là hồi nhỏ anh bị chuồn chuồn cắn rúng nhiều lắm hả? Vậy chứ không phải hả? Anh ghẹo em hả? Cái anh này. Dạ chào ông. Chào chị. Dạ. Dạ mời ông bà vô nhà. Ông bà chủ tôi đang đợi. Chị Quanh. Chào chị. Bạn khỏe không? Dạ khỏe. Nghe tiếng chị Quanh là tôi ra liền nè. Anh Trí chắc là hạnh phúc lắm. Đi đâu cũng có chị Quanh bên cạnh. Hạnh phúc gì chị ơi. Dạ, ai cũng anh khen em hết. Chỉ có mình anh chê em là bà Tám thôi đó. Nè, không bà Tám thì là bà Chính được không? Thôi mình vô nhà đi. Mời anh chị. Dạ. Mời anh chị ngồi. Dạ mời ông bà dùng nước. Dạ, dạ. Cảm ơn. Cảm ơn chị Tư. Dạ mời ông bà chủ. Chị Tư à. Dạ. Hôm nào mà thằng Tuấn Trung nhà tôi về đó, anh chị dạ cho tôi mượn chị Tư vài bữa nha. Để qua nhà tôi nấu mấy món ăn Việt Nam cho thằng Tuấn Trung nó ăn. Trời, được có được gì đâu. Dạ tôi á chỉ biết nấu mấy món ăn ở dưới quê, chứ món Tây món Tàu tôi không biết nấu. Bởi vậy mới cần chứ. Thằng Tuấn Trung nó ở bên Mỹ á, nó ăn món Tây món Tàu hoài nó ngán thấy mồ à. Về đây á nó mê món ăn Việt Nam lắm. Uống nước canh chua yeah, bông điên điển nè, cá rô kho bầu nè, cá linh kho lạc, mắm rau nữa. Mấy món đó ăn mới ngon đó. Làm phiền anh chỉ làm chi. Con muốn ăn á thì cho nó ra tiệm. Sài Gòn này thứ gì mà chẳng có. Không sao đâu. Mình tuy hai nhà nhưng cũng như một rồi anh. Dạ cũng phải. À chừng nào cho Trung về vậy anh chị? À nó điện thoại cho tôi. Nó nói hè này nó về Việt Nam. Vậy thì nhân dịp này nè, tôi muốn nói với anh chị là cho tụi nó tổ chức đám hỏi luôn nha. Tôi coi thầy rồi. Dạ. Thầy nói tháng này hạp cho việc cưới hỏi lắm. À, vậy tính vậy cũng phải. Hai đứa đã quen biết nhau rồi. Hôn nhân đại sự mà để kéo dài á không tốt đâu anh chị. Tôi cũng nghĩ như vậy. Nếu được á thì mình tổ chức đám hỏi đám cưới trong một năm luôn. Ừ, tôi đồng ý với anh á. Tôi định á là kỳ này á tổ chức đám cưới cho tụi nó bên Mỹ. Rồi sau đó đó mình về Việt Nam mình mời bà con, họ hàng, bạn bè. Ý anh chị thấy làm sao? Nếu vậy á, vợ chồng tôi để cho anh chị làm chủ sĩ luôn. Tôi nghĩ mình nên hỏi ý kiến của Nhã Trân và Tuấn Trung á thì tốt hơn. Nếu mà vợ chồng tôi thấy được á là Tuấn Trung chấp nhận liền. Đúng rồi đó. Thằng Tuấn Trung nhà tôi á nó có hiếu lắm. Đặt đâu nó ngồi đó. Nói thì nghe quá nhưng thực sự là như vậy. Hơn nữa cháu nó cũng thích Nhã Trân lắm. Ủa mà Nhã Trân đâu rồi? Dạ Nhã Trân nó đi với nhà trường
làm công tác xã hội từ thiện ở dưới Dương Hải á chị. Trời đất ơi, nhà mình á giàu có như vậy mà sao anh chị để nó đi làm cực khổ quá vậy? Đi đào mương cuốc đất cực thấy mồ à. Tôi cũng đồng ý với anh chị, nhưng ngặt nổi bà nhà tôi. Tôi thấy Nhã Trân nó năn nỉ quá, tôi cũng không có đành lòng. Hơn nữa tôi thấy việc đó sẽ giúp cho Nhã Trân có nhiều kỹ năng sống hơn. Mà anh chị uống nước. Dạ. Mà bà kia cho tôi ngẩu coi. Trời ơi, đây nè, còn nè. Bánh mì vừa thấy. Có đồ ăn rồi nè. Đây, bánh mì. Đó, phát ra đi, chia ra mọi người. Đổ nó đây. Chị, thôi đi, chị đưa đủ rồi. Nè, mấy đứa. Bánh mì nè, bánh mì tới, vậy. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Cần gì cứ gọi chị nha. Dạ, em biết rồi. Chị yên tâm đi. Có gì tụi em gọi cho lãnh đạo liền à. Bé này thiệt à, chị đi nha. Dạ. Giang ổ đi. Thanh Kiều. Ê, mà trời giờ nóng quá ha. Chắc cũng ba mấy 40 độ. Ê, trời như vậy á, mà nếu mà được mưa 3 ngày 3 đêm thì chắc là sướng. Bà này. Đúng rồi. À, gì á? Bà không ăn để tôi ăn cho. Ai nói với bà là tôi không ăn? Trời ơi, bà mà lộn xộn dám chọc tôi hả, tôi đánh bà chết luôn á. Đúng không? Đùa tí cho vui thôi mà. Mệt quá. Thôi ăn đi hai bà, nó còn làm việc nữa đó. Hai bà sung sức quá à. Mệt gì đâu. Tôi sợ hai bà luôn nè. Song kiếm hợp bích mà. Thôi ăn đi, lá còn đi nhiều chỗ lắm á. Công nhận đúng là ly kỳ thiệt hả? Vụ gì? Thì vụ anh Hoàng Nam cứu đứa bé đó. Đúng rồi đó. Còn gì phải nói nữa. Coi kìa, mới nhắc tới người ta có một chút mà mặt bảo quay quái lên vậy đó. Kệ tôi, tôi thích vậy đó, được không? Mà đúng thiệt ha, lúc đó y như trong phim vậy đó. Nhiều khi á, tôi thấy phim mà còn không được giống như vậy nữa. Lúc đó mà không có ảnh chắc là đứa bé tiêu luôn á bà. Đó là một hành động đẹp nhất trong ngày. Trời, trong ngày gì? Trong tuần, trong tháng luôn á chứ trong ngày gì? Dạo này tôi thấy ở trên đời này nhiều người kỳ quá ha. Ai kỳ? Thì cái người mặc áo xanh xanh, tách cái thùng đỏ đỏ đó. Cái lúc mà người ta kêu cứu người á, thì cái mặt cứ đứng tỉnh bơ ra vậy nè, đực ra vậy luôn nè. Đã vậy hả, tôi thì chạy muốn chết hụt mạng luôn. Còn mấy người đó hả, cứ đi cà từ vậy nè. Cũng may là anh Nam nhanh tay lẹ chân nhảy xuống cứu đứa bé. Nếu không kịp là không biết có chuyện gì xảy ra nữa. Thiệt á hả? Tôi thấy á, làm con trai kiểu vậy á, không biết sao xứng đáng làm con trai. Thà như vậy á, làm con gái còn sướng hơn. Không dám đâu, làm con gái không có dễ đâu nha. Loại đó chỉ có làm bê đê thôi. Không biết được không nữa. Ê, đem nước qua hả? Cảm ơn nha. Lạc thì ghi. Chỉ được có sách nước vậy thôi hả? Chứ bình thường cứ mỗi lần đụng chuyện là bỏ trốn. Không có hay ho gì hết đâu. Ông con trai gì mà kỳ cục quá hả? Ăn tiếp đi. Trân, nghĩ gì vậy? Đâu có gì đâu. Ăn bánh mì đi. Đang ăn nè. Bà ăn lâu quá, để tôi ăn cho. Con đây. Ê Trân, bà con phải dành ăn với tôi kìa. Thầy Đức. 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 Làm gì kêu không nghe mày. Đức.
Mày làm gì hả Đức? Làm gì kêu không trả lời mày? Có chuyện gì vậy mày? Nè, hai thằng bay á, nói tao nghe coi, cái thằng kia á có cái gì hơn tao không? Hả? Thằng kia là thằng nào? Mày nói gì thằng nào hiểu? Dạ? Tao đâu có biết đâu. Sao tụi bay ngu quá vậy? Thằng Nam chứ thằng nào? Thằng Nam hả? À. Ê, tao thấy nó được mà. Được cái đầu mày á. Tao thấy thằng đó có gì hơn mày đâu. Đúng rồi, nó có gì hơn mày đâu. Đúng rồi. Ê, nói nghe. Cái gì mày? Hả, cái gì vậy? Một lát nữa mày đi dụ thằng Nam để ba thằng mình đập nó. Hay được, sao? Được. Ê, cái vụ này được rồi nha, tao thích á. Được, vậy mày đi. Ủa, tao nữa hả? Cái thằng này á, mình phải làm như vậy cho nó biết mình là ai. Đúng rồi. Đi. Cho nó biết tay tụi mình luôn ha. Đi. Đợi tao nha. Đi. Đợi. Đợi tao nha, có gì tao hú. Đi mày. Khoan đã. Hả? Bạn hẹn tôi ra đây có chuyện gì không? Chờ đi biết. Ê tụi bay, sao khỏe hả mày? Tao nghĩ á, cái bãi đất trống này mà cho mày nằm ở đây chắc đã lắm ha. Tôi khuyên các bạn nên có những hành động cho đúng mực. Cái gì? Mày dạy đời tụi tao hả? Được, hôm nay ba anh sẽ dạy cho mày một bài học. Từ nay trở đi đừng có ăn nói hàm hồ nữa nghe chưa. Lên. Mày. Trời ơi, hai thằng bay đúng là ăn hại mà. Có sao mày? Có sao không? Mày á, có chừng tao nghe chưa? Mày nhớ nha mày. Đi. Mày có chừng cho mày. Chết tao nha mày. Tụi mày đánh đấm dở ẹt à. Nhiều đó làm cũng xong nữa. Mẹ hiểu quá. Nè, mấy đứa thấy Hoàng Nam đâu không? Em không có biết. Ủa, mấy đứa bị sao vậy? Không có gì đâu. Kệ tụi em đi. Đi. Ủa, mấy đứa này bị sao vậy ta? Mà bây giờ không biết Hoàng Nam ở đâu rồi, không biết nữa. Alo, tôi nghe. Được rồi. Tôi sẽ tới liền. Anh đi hả? Anh có việc cần phải ra ngoài. Em ở nhà có cần gì á thì kêu dì Tư, khuya anh về. Em biết rồi. Em đang nhớ con phải không? Không biết bây giờ con Trân nó đang làm gì. Em nhớ con quá. Em à, không sao đâu em. Mai con nó về rồi, lúc đó hai mẹ con tha hồ tâm sự với nhau. Dạ. Thôi anh đi nha. Con đi đâu đó? Con coi ba làm lưới. Vô trong nhà ăn cơm đi, về mẹ rầy kìa. Con muốn coi ba làm lưới à. Ba làm xong ba vô ăn cơm với con nha.
mai mốt con lớn lên con sẽ làm nghề biển giống ba nha ba. Hàm hố gì cái nghề này, cực khổ lắm. Cố gắng học hành đi, lớn lên làm kỹ sư bác sĩ giống ta, nghe không? Dạ. Con nắm cho ba cái này. Ơi, con nhớ ba lắm. Hay là tụi mình mua bia về uống nha. Hả? À? Thôi. Hả? Đừng có nhắc đến bia nữa. Hôm qua mấy bà bị anh Nam với chị Liên la chưa chừa hả? Không biết nhục hả? Tôi quê lắm rồi, bố không biết hả? Ồ. Vậy thôi, làm gì ghê vậy? Bà đây nữa nè. Nhảy đi. Nhảy đi. Lên. Bà nhảy trước đi rồi tôi ra nhảy. Lên đi mà. Bà ra nhảy qua đống lửa đi. Tôi dám nhảy. Nhảy đi. Đi đứng lên. Từ từ. Tha bắn lửa. Nhảy lên. Có cái gì đó hai bà? Đâu? Có người đâu mà có người, tới thôi à. Đâu có thấy gì không đâu. Thấy gì đâu. Thôi chắc không có gì đâu. Đi, đang vui mà. Nhảy tiếp đi. Xin chào. Tụi này chỉ cần tiền thôi. Gom hết tiền vàng, những thứ có giá trị mang ra đây hết. Nhanh lên. Mấy em này ngon quá đại ca. Họ uổng lắm đại ca. Đúng đó đại ca. Giờ tụi mình tính sao? Chạy có đi. Biết tụi mình có bị. Lâm Anh này. Im đi. Có gì đâu. Bình tĩnh đi Lâm Anh. Bình tĩnh. Bà định làm gì vậy? Rất nè. Châu. Đứng im nha. Nếu mà còn tiến tới là tôi đâm mấy người á. Đứng im. Tôi đã nói là đứng im rồi mà. Tiến tới là tôi đâm á. Đã bảo là đứng im mà. Đứng im. Đưa hết tiền bạc ra đây. Mấy ông đừng có làm bậy nha. Mấy ông ngồi làm bậy tôi la lên vợ. Đa đi. Đa lớn lên. Đưa hết tiền bạc ra đây mau lên. Cứng đầu. Tụi bay. Lên. Im. Sắm miệng. Chống cự hả? Chạy hả? Quay lợn cợn tao cho tụi bay ăn sẹo bây giờ hả? Đứa nào ăn sẹo nói đi, tao chém một cái. Làm gì đó anh em? Anh muốn gì? Sao tính làm nghĩa hiệp hả?
anh hùng cứu mỹ nhân hả? Tụi bay lên. Dạ. Đại ca muốn gì? Đại ca chạy 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 tụi bay. Anh có sao không anh Nam? Anh có sao không? Anh Nam, anh có sao không? Anh, cái đồng hồ của anh bị bể rồi. Không sao. Em xin lỗi. Đồ cũ rồi, không đáng bao nhiêu tiền. Tôi nói với mấy cô rồi mà, trời tối không được tụ tập ra ngoài như vậy. Về nghỉ sớm đi. Được anh âu yếm vỗ về mỗi khi giận hờn, nhiều lúc cơn mưa lướt nhanh cần lắm đôi vai của anh để em tìm thấy những giờ bình yên. Giờ biết anh Nam của bà làm gì rồi ha, mà làm như người ta đi tâm sự với nàng tiếng cá không bằng, yên tâm chưa? Không thể nói ra những điều nghĩ suy, nhiều lúc bỗng dưng ngẩn ngơ vì nhớ đến anh thẫn thờ, nhiều khi em ngóng trông anh từng giờ. Đi thôi, đi đi, đi về. Nhiều lần em nói dối em đã có một tình yêu. Chị Thu ơi, chị Thu. Chị Thu ơi. Ủa kỳ vậy ta, không thấy ai ở nhà hết trơn vậy ta? Dì Năm. Ủa Trúc đó hả con? Dạ. Ờ gặp con thì may quá. Ủa dì Năm qua nhà con có gì không? Dì qua tìm má con có chuyện, mà kêu hoài không thấy ai hết trơn á. Dạ chắc má con đang ở ngoài bến cá, hay là con chạy ra kêu má con về ha. Thôi thôi khỏi, để dì ra ngoài tìm má con cũng được. Thôi dì đi nghe con. Dạ. Ờ biết tại sao á mà tao không thèm ngó tới mấy thằng con trai trong trường không? Sao vậy? Nó chán lắm. Vậy hả? Tao thấy á mấy thằng con trai trong trường cũng ra dáng đàn ông chứ bộ. Con Hồng nó nói đúng á, trường mình á toàn là mấy thằng cù lần không à, không có biết ga lăng gì hết á. Trời ơi, anh tao dắt tao đi nhậu với đại gia nè, nhìn đã lắm mày ơi. Đã làm sao mày? Đã làm sao? Nói nghe coi. Trời ơi, tụi nó chi tiền á như nước vậy á, nhìn chóng mặt luôn. Trời đã quá. Ê ê, con Trúc á theo dõi tụi mình kìa. Tưởng ai nghèo như nó.
nghèo rớt mồm tơi, nghe tới đại gia là chảy nước miếng. Nhìn nó kìa, có cái áo cũ á, mặc hoài à. Áo giày hả, là mới lắm rồi đó. Chắc mới mai mấy năm trước. Đồ mới hơn nữa là quê rồi kìa, nói hoài à. Thôi ăn đi, ăn đi. Ờ, mà quê thiệt. Anh hai ơi, anh cho em theo lên Sài Gòn với anh đi. Em không muốn ở đây nữa đâu. Rồi, rồi, khiến nào anh đang cháy qua luôn. Rồi, 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 tới luôn, tới luôn đi. Cẩn thận nha. Của tôi á, chở lúc tôi. Chị Thu, chị Thu, chị Thu. Ủa, Năm, em đi đâu đây? Đi qua đây tìm chị chứ đi đâu. Mà chị tìm tôi có chuyện gì không vậy? Có, mới qua đây tìm chị. Tôi đâu có quẩn mà qua đây làm bà Tám. Vậy chuyện gì? Số là từng tới, nhà tôi có đám cưới của con Út. Thiệt hả? Chúc mừng chị ngang. Vậy là chị có dâu có rể đề quề rồi đó. Không biết chừng nào mới tới tôi nữa. Bữa đó đó, tôi sẽ qua đây để nhờ chị làm mấy món để đãi khách. Vậy đó hả? Rồi chị tính đãi mấy món mà bao nhiêu bàn vậy? Chuyện đó để tính sau đi. Quan trọng là chị nhận lời. Sao mà không nhận? Ngày vui của con cháu nó mà có chuyện gì tôi phải nề hà đâu chứ. Dạ, chị hứa rồi đó nha. Ừ. Rồi, cảm ơn chị Thu nhiều nha. Có cái gì đâu, thiệt là. Thôi tôi đi về ngang. Ừ, vậy ngang. Không biết chừng nào mới tới thằng Nam con Trúc nhà mình đi lấy chồng cưới vợ nữa đây. Ê, trời trời trời, chị Thu, chị Thu có sao không chị Thu? Tôi không sao đâu, chị ở trong mặt chút thôi mà. Dạ dạ, chị tới giỏng nằm nghỉ đi, đừng có làm ráng. Ờ à. Chào anh cần gì? Dạ, dạ chị. Chào anh. Cho em xin giấy gửi tiền. Gửi tiền cho bà xã hả? Dạ không, em gửi tiền cho má em. Dạ. Cho em gửi. À, cho em nhận tiền. Tiền phí của anh là 5.000. Dạ. Em cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn anh. Bữa bà làm được nhiều điểm. Trời ơi, có 5 điểm à. Trời ơi, tôi không nhờ luôn mà tôi được 10 điểm á. Vậy đó. Trời ơi, tôi ngồi cái nặng ốc ra luôn á. Trời, cũng được. Dạ, để tóc lạ ha. Dạ. Tao chưa? Đâu, tới chưa? Tới chưa? Ừ thì đang đi nè. Tới gì? Trời ơi. Tới tới. Đau chân quá à. Trời ơi. Vô đi em. Chị. Chào em. Em ngồi đi, có chuyện gì hả? Dạ. Chị có gặp anh Hoàng Nam không? Ờ, không. Từ sau chuyến công tác về, chị ít thấy Hoàng Nam ghé phòng lắm. Mà em có chuyện gì hả?
Dạ cũng có. Chị cho em số điện thoại của ảnh được không? Ủa, chị tưởng em phải có số của Hoàng Nam rồi chứ. Thôi được rồi, đợi chị xíu. Đi đi. Ê, đừng giỡn nha. Giỡn gì? Đi. Sao? Chắc tao về nha. Giờ nó nghe nè. Mình chị dùng nước. Cảm ơn anh. Em dùng đi. Alo. Alo anh Hoàng Nam hả? Em Nhã Trân nè. Chào Nhã Trân. Anh đang ở đâu vậy? Em muốn gặp anh có chuyện cần. Nhưng bây giờ tôi bận rồi. Có chuyện gì không? Việc anh hứa. Dạy em bơi. Ủa, tôi có hứa với Nhã Trân hả? Chứ không lẽ em bịa? Trời. Ê. Trời ơi, sao giờ này còn ngồi đây vậy? Sống thay đồ lẹ lẹ lên đi. Hai bà xuống đi, tôi hết rồi. Ủa vậy là sao? Ê, bà thấy bà Trân hôm nay bà khùng ghê chưa? Khi không tới hồ bơi mà ổng chịu đi thay đồ bơi, rồi tự nhiên ngồi đóng chị ì đó là sao vậy? Chắc là Nhã Trân nó sợ khoe thân hình vệ nữ của nó ra thì mấy anh sẽ mê mẩn, chìm nghiễm, nên nó không dám khoe chứ gì. Phải không? Hai bà đừng có sỉ nhục tôi nha. Vậy bây giờ tại sao không chịu xuống bơi? Bà mà không nêu ra lý do chính đáng hả? Là tụi tôi không để yên cho bà đâu, biết chưa? Đúng rồi, phải nói lý do chính đáng. Hai bà vảnh tay lên nghe lý do nè. Nói đi. Tôi không biết bơi. Không tin. Thì hai bà không nhớ hả? Hồi đi làm công tác từ thiện xã hội ở Duyên Hải đó, tôi có dám xuống bơi đâu. Nhớ lại đi. Nè, tha cho bà lần này á, mà chút xíu nữa bà phải xuống dưới đi đăng ký học bơi đi nha. Học bơi có mấy ngày là biết bơi rồi mà không chịu học gì hết trơn á. Nhã Trân, tới đăng ký đi. Lẹ lên. Thôi hai bà xuống bơi trước đi, lát nữa tôi ra đăng ký. Đi, vậy bà ngồi đây nha. Alo, Hoàng Nam hả? Nhã Trân đang đâu vậy? Tôi đang đứng trước cửa nhà Nhã Trân nè. Sao anh tới mà anh không nói trước để em ở nhà em đón anh? Tại tôi không biết rảnh lúc nào cho nên tôi không báo trước. Nếu như Nhã Trân không có ở nhà. Không. Em về liền. Anh đứng đó nha, em kêu người nhà ra mở cửa cho anh nha. Anh đợi chút xíu nha. Ê, hai bà, tôi có việc gấp về trước nha. Ơi khoan, đợi đã, lát về chung với tụi tôi luôn. Thôi, ba
gọi có việc gấp. Đi trước nha. Nếu lấy chồng thì xin chia buồn nha. Thôi bà ở chơi nha, tôi về trước nha. Chào cậu. Dạ, chào gì? Cậu là Hoàng Nam phải không? Dạ. Dạ mời cậu vô nhà chơi, cô Nhã Trân sắp về rồi. Dạ. Đang gấp mà. Dạ con chào bác. Cậu ngồi đi. Dạ. Tôi là má của Nhã Trân. Cậu chắc là học cùng lớp với Nhã Trân chứ? Dạ không, con học khác lớp. Con học quản trị kinh doanh. Vừa rồi Nhã Trân nó đi làm công tác xã hội do trường tổ chức ngoài Dương Hải. Cậu Nam có đi không? Dạ có. Con nằm ở trong ban điều hành. Chắc cậu cũng sắp tốt nghiệp ra trường rồi đúng không? Tính xin đi làm ở đâu chưa? Dạ khoảng 6 tháng nữa thì con tốt nghiệp ra trường. Hiện tại bây giờ con cũng không biết xin việc ở đâu nữa. Chắc là phải về quê quá. Tại ở nhà con gia đình neo đơn lắm. Quê cậu ở đâu? Dạ Trà Vinh. Ba má còn cả chứ? Ba con thì qua đời sớm. Con chỉ còn má và em gái thôi. Cậu cũng nặng gánh đó chứ. Chắc là Nhã Trân về đó. Dạ. Dì Tư nhanh lên, nhanh lên dì Tư. Con. Anh Hoàng Nam tới lâu chưa? Cũng mới tới thôi. Nãy giờ nói chuyện với bác gái cũng vui lắm. Má, ừ? Má nói gì vậy? Má nói xấu con gái má hả? Sao má lại nói xấu con hả? Má phải nói tốt về con trước mặt cậu Hoàng Nam chứ. Vậy cậu Hoàng Nam nói chuyện với Nhã Trân đi nghe. Má, khoan đã. Má để con giới thiệu. Đây là anh Hoàng Nam, sẽ là thầy dạy bơi cho con sắp tới. Hả? Con nói thiệt hả? Dạ. Vậy mà nãy giờ cậu không nói cho tôi biết. Vậy thì tốt quá rồi. Cậu thấy đó, nhà thì có hồ bơi mà nó cứ ở trên bờ không à. Má, má cứ vậy hoài. Chừng nào học đây cô nương? Chừng nào học con sẽ nói với má. Mời anh. Dạ con xin phép. Hồ bơi đẹp quá, nhìn là đã muốn bơi rồi. Tại sao Nhã Trân không tập bơi từ sớm? Nếu mà biết bơi từ sớm thì bây giờ em đâu có nhờ thầy. Thầy ngồi đi. Thầy uống nước gì nha? Không cần đâu, hồi nãy nói chuyện với bác gái tôi đã uống rồi. Chừng nào thì mình bắt đầu? Lúc nào cũng được hết, tùy ý thầy. Nhưng mà không có làm phiền đến giờ làm việc của thầy là được. Vậy thứ hai nha, tôi chỉ rảnh ngày thứ hai trong tuần thôi. Không được, thứ hai em có lịch học rồi, chủ nhật đi. Thứ hai là tôi nghỉ bù cho chủ nhật. Chủ nhật tôi phải làm việc. Thôi được, em sẽ sắp xếp. Tôi nghĩ là cũng nhanh thôi. Chỉ cần Nhã Trân cố gắng tập bơi vài lần là mai mốt có thể tự bơi một mình được rồi. Không có được, lâu lắm. Một mình em học không có được đâu. Lúc trước em với hai nhỏ bạn em là Lam Anh và Bội Châu á, cũng đi học ở câu lạc bộ bơi lội. Nhưng mà hai đứa học bơi nhanh như ếch vậy, còn em học hoài không có được.
Sao vậy? Tại ông thầy dạy bơi cứ ngó em chầm chầm mà. Không lẽ thầy dạy bơi phải bịt mắt lại sao? Thì con mắt không có bịt mắt lại được, nhưng mà ông ngó em cục, em học khó. Cục là sao? Là kỳ cục đó hả? Vậy mai mốt tôi dạy Nha Trân á, tôi cũng phải bịt mắt lại quá. Chứ nếu không á, chắc tôi cũng kỳ cục như vậy. Thầy thì khác. Khác sao? Thầy được phép. Vậy bây giờ mình bắt đầu nha. Thầy đợi em một chút nha. Mai mốt mày nhớ, đừng có mà hư ẩu như vậy nữa nha Nam. Dì Tư, dì Tư, thấy có mặc đồ này có đẹp không? Cô mặc cái đồ gì mà không đẹp? Nhưng mà... mà sao? Sao cô không mặc quần sọt với áo thun á, cho nó kín đáo? Chứ ăn mặc như vậy trước mặt người lạ, nó trống trơn à. Ảnh đâu phải người lạ, ảnh là người yêu của con đó. Con nói làm sao chứ? Dì Tư nghe ông bà chủ nói á, người yêu của con là cậu Việt Kiều Tấn Trung, con của ông Trí, hay đánh tennis với ông chủ đó mà. Không có chuyện đó đâu, yêu đương có gì. Thôi không nói chuyện với dì nữa, con đi xuống bơi đây. Dì làm việc xong nhớ pha cho con 2 ly nước cam nha. Rồi, Nha Trân xuống đi. Sao không? Có tôi ở đây mà sợ cái gì, xuống đi. Nhưng mà thấy ghê quá à. Thôi không ghê gì hết, tôi đếm từ 1 tới 3, Nha Trân nhảy xuống đi nha. Ờ, vậy cũng được. 1, 2, 3. Rồi. Rồi. Ê. Hả? Rồi. Ghê quá à. Nha Trân cứ đứng đi, nước đầy cạn mà. Em sợ quá à. Uống nước rồi nè, tại anh đó. Chừng nào mà Nha Trân uống đủ 10 lít nước thì lúc đó mới bơi được. Uống nước này hả? Ghê muốn chết luôn à. Nước này là còn đỡ đó. Hồi đó tôi uống toàn nước sông không hả? Thiệt hả? Bây giờ bắt đầu tập nổi nghe. Đầu tiên là Nhã Trân nằm lên hai cái tay này. Hai chân cứ đạp từ 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 từ. Còn hai tay từ từ tính tiếp ha. Mình bắt đầu chưa? Đây. Anh đừng có thả em ra đó nha. Tôi chưa thấy ai nhát gan như Nhã Trân hết á. Thì tại em không biết bơi chứ bộ. Em mà biết bơi em bơi đuôi với anh liền. Đưa tay ra. Rồi hai cái chân đạp đi. Đạp đi. Ê, trời ơi không phải. Không phải. Tôi kêu là đạp. Hả? Chứ không phải là đập. Hiểu chưa? Đạp từ từ thôi. Rồi đạp đi. Đạp sao? Đạp. Chứ không phải là đập. Trời ơi, tính nó đạp mà. Đạp tới vậy nè. Hả? Đó, hiểu chưa? Anh đừng có thả em ra nha. Yên tâm đi, không có thả ra đâu. Rồi. Rồi đó, thấy chưa? Được rồi nè. Ê, làm gì đó? Ây da. Tính đừng trộm hả? Tôi sao không nhóc? Ây da. Sao vậy? Chưa nghe em đâu quá à. Sao rồi? Đây. À. Sao em lại làm như vậy? Ý anh nói em là ăn trộm hả? Chứ còn gì nữa? Chứ không lấp lấp ló ló nhà anh làm gì? Không phải đâu, lúc nãy em chở con thằng làng làm rớt đồ chơi ở chỗ, giờ không biết lấy làm sao. Thiệt không? Dạ thiệt. Nhà em ở đâu? Dạ em không có nhà. Gì? Anh cho em hỏi. Hỏi gì? Nhà anh ở đây hả? Có gì không?
Vậy anh cho em lấy lại đồ chơi được không? Em không có tiền mua lại. Vào đây chờ anh. Phải này không? Dạ phải. Dạ em cảm ơn anh. Hay quá, cuối cùng mày cũng về với tay tao rồi. Thôi về đi cưng. Ủa em sao vậy hả? Em đói bụng quá à. Từ trưa giờ em chưa ăn gì hết. Em sao vậy? Anh có một ổ bánh mì à, em ăn hết, còn phần của anh đâu? Anh là người lớn, nhìn ăn một bữa đâu có sao. Em ăn đi. Vậy em ăn nha. Từ từ thôi, cứ chừng mất nghẹn đó. Nam, đi đâu về mà trễ quá vậy? Dạ, em đi học về rồi dạy kèm cho người ta luôn. Mời chị ngồi. Làm gì ít ít thôi, lao lực quá là sanh bệnh đó nha. Mà Nam chưa có ăn gì phải không? Dạ, em ăn rồi. Xạo quá à, cái bụng lép xẹp vậy. Có ổ bánh mì cho nhỏ ăn mất tiêu còn đâu nữa. Ủa, chị thấy hả? Nam làm gì mà Bích không thấy, thấy hết á. Bộ em làm gì chị thấy hết hả? Ừ. Nguy hiểm quá vậy. Trời ơi, nói chơi thôi làm gì nhăn nhó dữ vậy. Chưa ăn gì á, để Bích nấu đồ ăn cho nha. Dạ khỏi chị ơi, cũng không thấy đói nữa, giờ thấy buồn ngủ thôi à. Muốn đuổi khéo Bích phải không? Dạ em đâu có dám. Chị là chủ nhà mà, làm sao dám đuổi khéo được. Nhưng Nam sẽ khỏe ngay thôi. Bích sẽ cho Nam coi cái này nè. Thấy nó, Nam khỏe liền hà. Cái gì đây? Kính gửi anh Hoàng Nam. Ai vậy? Người yêu phải không? Hèn gì, coi thường người ta. Người yêu gì đâu chị ơi, em gái của em đó. Nguyễn Thị Thanh Trúc. Em gái thiệt không đó? Hãy nhận đại cô nào làm em gái. Nè,
Cảm ơn chị. Thôi đừng có giận Bích nha, giỡn chút thôi. Ngủ ngon ha. Dạ chào chị. Anh Hoàng Nam thương mến, anh Nam ơi, anh có khỏe